chương trình thời sự của đài phát thanh Long An. Kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự hôm nay thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2017 của đài phát thanh Long An. Phần tin trong tỉnh gồm có những thông tin đáng chú ý sau: Năm 2017, quyền Đức Hòa đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, quyền Cần Đức vận động trên 6 tỷ đồng thực hiện Tết vì người nghèo 2017 huyện Chính Hưng thu hoạch trên 1.200 hecta lúa vụ đông xuân 2016-2017. Sau cùng là phần tin trong nước và thế giới. Trước hết mời quý chị cùng theo dõi phần tin trong tỉnh. Năm 2016, huyện Đức Hòa thu hút 18 nhà đầu tư, trong đó có 6 nhà đầu tư FDI và 12 nhà đầu tư DDI. Nâng tổng số nhà đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn quyền hiện nay lên 678 doanh nghiệp. Cùng với đó, Quỹ ban nhân dân tỉnh Long An cũng đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư đối với 88 dự án trong năm qua, giá trị công nghiệp xây dựng của quyện đạt trên 53.000 tỷ đồng, tăng 18,85% so với năm 2015. Năm nay, quyện Đức Hòa sẽ tập trung hơn nữa, quy động mọi nguồn lực để tăng tốc phát triển công nghiệp tại dùng kinh tế trọng điểm, chú trọng đầu tư phát triển toàn diện các lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, dân cư, đô thị và nông nghiệp, ưu tiên thu hút đầu tư cho ngành công nghiệp, thương mại dịch vụ ở các khu cụm công nghiệp đã quy hoạch, chú ý đến các ngành nghề, nhiều lao động, đồng thời tạo thuận lợi để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, không gây ô nhiễm đang xen trong cụm tuyến dân cư. Ngay từ những ngày đầu năm mới 2017, huyện Đức Hòa đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tập trung tháo gỡ những vướng mắt trong công tác kê biên bồi thường, thu hồi đất và giao đất cho các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tết đinh dậu năm nay, huyện Cần Đức đã vận động được trên 6 tỷ đồng thực hiện Tết vì người nghèo, hơn 1,4 tỷ đồng. Đây là con số khá ấn tượng, với số lượng phần quà tăng hơn 2.000 phần và trị giá số quà cao gấp 2 lần so với Tết Bình Thân. Nhà đó đã tạo điều kiện để các hộ nghèo, hộ khó khăn, vui xuân thêm ấm áp. Tổng số quà Tết Đinh Chậu trên 16.000 phần gồm tiền mặt, gạo, mì gói, bánh kẹo, đường, bột ngọt và các nhu yếu phẩm hàng ngày được chuyển đến tận tay hộ nghèo gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngay trong dịp Tết ở 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện là những phần quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái của mọi người dành cho những gia đình khó khăn. Ngoài các doanh nghiệp, các tôn giáo, các tổ chức trong và ngoài địa phương, những người con quê hương làm ăn xa thành đạt cũng trở về quê nhà giúp đỡ bà con nghèo bằng tấm lòng thiện nguyện của mình. Bên cạnh 1.200 bộ quần áo mùng bền, 10 hộ nghèo khó khăn trong huyện còn được xây dựng nhà tình thương, tặng sổ tiết kiệm. Hội chữ thập đỏ quyền đã tập trung vận động các tấm lòng hảo tâm để chăm lo cho hộ nghèo khó khăn với phương châm không để hộ nghèo nào không có Tết. Cũng chính nhờ thực hiện tốt công tác dân trận nên hội chữ thập đỏ từ quyền đến cơ sở luôn nhận được sự ủng hộ từ phía người dân. Công tác nhân đạo cũng từ đó lan tỏa sâu rộng và trở thành phong trào chung không chỉ trong dịp xuân về Tết đến mà ngay cả trong cuộc sống hàng ngày. Hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh luôn được các cấp hội quan tâm, động viên về mặt tinh thần và cả vận động những tấm lòng hảo tâm ủng hộ về vật chất để chia sẻ khó khăn động chiên những hộ nghèo cố gắng dương lên trong cuộc sống hưởng ứng có hiệu quả cuộc dân động người người làm việc thiện nhà nhà làm việc thiện Dầu đông xuân 2016-2017 trên địa bàn quyền Chính Hưng đã kết thúc gieo xạ với diện tích 28.500 hecta đạt 100% kế hoạch và bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay đã có khoảng 1.200 hecta lúa đã được thu hoạch, năng suất bình quân đạt 5 đến 6 tấn một hecta, giá bán dao động từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký tùy theo giống lúa, lợi nhuận bình quân ước đạt 10 triệu đồng một hecta. Diện tích lúa còn lại đang vào giai đoạn làm đồng và trổ một số diện tích đang chính chuẩn bị cho thu hoạch, nhìn chung cây lúa phát triển tốt. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trên cây lúa vẫn còn xảy ra với 7 đối tượng dịch hại chính, nai chuột, ốc bu vàng, sâu phao, sâu cuốn lá nhỏ, sâu năng, trời nâu, bệnh đậu ôn, trái bìa lá. Ngoài ra còn có bệnh lem lép hạt nhưng không đáng kể, với tổng diện tích bị nhiễm là 1.520 hectare với mức độ nhiễm từ nhẹ đến trung bình, ít gây hại cây trồng với mục đích tôn vinh sắc đẹp của phụ nữ, giúp chị em thêm tự tin hơn. Hội thi Phụ nữ chuyên chuyển quyền Cần Đức lần thứ 14 năm 2017 do ban chỉ sự tiến bộ phụ nữ quyền tổ chức để diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ chủ, góp phần tạo nên không khí vui tươi trong những ngày Tết cổ truyền. 20 thí sinh tham dự dòng thi chung kết được tuyển chọn từ 40 thí sinh tham gia ở các cụm Tân Trạch và thị trấn Cần Đức với các nội dung như biểu diễn trang phục tự chọn, trang phục áo bà ba và trang phục truyền thống áo dài. Sau đó ban giám khảo chọn ra 8 thí sinh có số điểm cao thi năng khiếu và ứng xử để trao giải nhất, nhì và ba. Do tuyển chọn thì dòng sơ khảo nên tham gia dòng chung kết, các đơn vị có sự đầu tư chu đáo hơn từ trang phục phù hợp với dấp dáng thí sinh cho đến cách thể hiện trên sân khấu qua gương mặt nụ cười. Sử dụng có hiệu quả các phụ kiện kèm theo như hoa sen, nón lá, bông lúa, thể hiện tính thẩm mỹ cao, qua đó, các thí sinh thể hiện vẻ đẹp và khả năng lựa chọn trang phục phù hợp, thoải mái, giúp bản thân thêm tự tin hơn. Đồng thời, cũng thể hiện được khả năng ứng xử kiến thức xã hội và khẳng định được vai trò vị trí của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống. Thí sinh Trần Thị Kiều Trinh, đơn trị xã Phước Dân đã xuất sắc đạt giải nhất Hội thi Phụ nữ chuyên gián quyền Cần Đước lần thứ 14 năm 2017. Theo đánh giá của ngành chuyên môn, Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm nay, sức mua của người dân tăng nhẹ so với năm trước. Hoạt động kinh doanh mua bán trên địa bàn huyện Đức Hòa diễn ra sôi động trong những ngày trước Tết nhưng tương đối ổn định. Giá cả hàng hóa trong dịp Tết được kiểm soát chặt chẽ, không tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Đối với một số mặt hàng phục vụ Tết dễ tăng nhẹ như các loại bánh mứt, bia rượu, thịt heo, gà giường, rau củ quả các chợ đầu mối và các hộ kinh doanh lớn đã chuẩn bị hàng hóa bán Tết rất phong phú, đa dạng, lượng hàng hóa dồi dào về chủng loại và số lượng đáp ứng nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Tại các chợ trên địa bàn quyện được ban quản lý chợ sắp xếp bố trí địa điểm buôn bán ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, không có xảy ra cháy nổ trước, trong và sau Tết. Những ngày sau Tết không có tình trạng buôn bán lớn chiếm lồng lề đường, nhất là ở các khu vực chợ tự phát quyền đã thành lập đoàn kiểm tra các điểm kinh doanh trên địa bàn về nguồn gốc, nhãn mát, hàng sử dụng, chất lượng hàng hóa đã góp phần vào việc đón Tết vui tươi, an toàn của quyền. Theo thông tin từ Trạm Bảo vệ thực vật quyền Vĩnh Hưng, đến thời điểm này gần 1.200 ha cho thu hoạch, năng suất đạt 4,5 đến 6 tấn, tập trung các xã Thái Trị, Thái Bình Trung, Khánh Hưng, Hưng Điền A, Tuyên Bình với diện tích lúa chưa thu hoạch có 450 ha bị sâu cuốn lá nhỏ mật độ từ 4 đến 15 con trong 1 mét vuông, 350 ha bị nhiễm bệnh đậu ôm lá tỷ lệ bệnh phổ biến 3 đến 10% xuất hiện trên lúa giai đoạn đẻ nhánh đồng trổ. Ngoài ra, còn có các đối tượng gây hại khác xuất hiện là chuột sâu phao, sâu năng, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh cháy bìa lá hạt nhưng không đáng kể. Dự báo tình hình sâu bệnh tiếp tục phát triển như chuột xuất hiện ở giai đoạn đồng trổ, sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu và bệnh đạo ôn cỏ bông, cháy bìa lá, lem lấp hạt còn tiếp tục gây hại. Vì vậy bà con nông dân cần theo dõi thường xuyên để phát hiện kịp thời đặc biệt cung ngừa đạo ôn cỏ bông và các bệnh do chi khuẩn hại lúa trước và sao trổ từ 7 đến 10 ngày bằng các loại thuốc đặc trị nên phun thuốc theo phương pháp bốn đúng. Thực hiện công tác tuyển quân năm 2017, đến nay Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Bến Lức và các xã thị trấn đang tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho công tác giao nhận quân vào ngày 16 tháng 2 năm 2017. Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có vai trò quan trọng với nhiệm vụ xây dựng quân đội cũng có quốc phòng trực tiếp tác động đến chất lượng xây dựng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thường trực, tạo nguồn cho lực lượng dự bị động viên tại địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, các quỹ chính quyền các cấp huyện bên Lức luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân, bảo đảm đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, tạo điều kiện cho công dân hoàn thành nghĩa vụ đối với đất nước. Năm 2017, huyện có 132 thanh niên nhập ngũ, biên chế tại 4 đơn vị, tiểu đoàn Bộ binh 1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Long An, sư đoàn 5, lữ đoàn 23 thông tin, Bộ đội biên phòng Long An, Đến thời điểm này, 100% thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tự nguyện nhập ngũ, 100% có trình độ văn hóa từ trung học cơ sở trở lên, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 50% quân số. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Trung tá Nguyễn Văn Gia, Phó Chỉ huy trưởng, động viên tuyển quân, Ban Chỉ huy quân sự quyền bên nước cho biết. Chúng tôi tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền trong nhân dân về thực hiện lực nghĩa vụ quân sự, nhất là đối với tượng thanh niên để mọi người thấy được vai trò trách nhiệm cũng như niềm tự hào về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đối với những đối tượng không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ tham mưu đề xuất cấp trên xử lý theo quy định pháp luật. Bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyển quân vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc luật nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa thực hiện thường xuyên công tác chỉ đạo triển khai ở một số cơ sở có lúc có nơi còn thiếu chủ động sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn thiếu đồng bộ đặc biệt là công tác đăng ký quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ ở xã chưa chặt chẽ dẫn đến công tác sơ tuyển có mặt còn hạn chế Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện, thanh niên còn thiếu việc làm, thu nhập không ổn định nên phải đi xa làm ăn. Vì vậy, về quản lý công dân trong độ tuổi nhập ngũ còn nhiều khó khăn. Anh Đặng Quốc Dũng, bí thư đoàn thanh niên xã Thành Đức, huyện bên Lức nói. đoàn xã cũng cố gắng tạo mọi điều kiện cho các bạn tham gia hội trại tốt và thông qua những cái hoạt động đó thì sẽ giúp các bạn vui vẻ, thoải mái trước khi lên đường nhập ngũ. Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tham mưu cho huyện quỹ, ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội trại tổng quân vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 với các hoạt động như kể chuyện truyền thống, gian quá, gian nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương với thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Trước đó, các đoàn thể sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, và gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, có hoàn cảnh khó khăn để thanh niên yên tâm thực hiện hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Anh Lê Đức Tâm, Bí thư Quyền Đoàn Bến Đức cho biết. Thì qua khỏi trại nhằm cũng như là giáo dục cái truyền thống cũng như là về cái truyền thống hào hùng của quân đội nhân dân Việt Nam và qua khỏi trại cũng nhằm tạo cái sân chơi như vui vẻ, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi để các bạn trước khi lên đường nhập ngũ cũng như nằm hoàn thành cũng như tốt cái sẵn sàng như là xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng là cái thanh niên của quê hương Bến Lức Anh Hùng. Đảng bộ chính quyền và nhân dân quyền Bến Lức quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2017, bảo đảm chất lượng hiệu quả, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau đây là phần tin trong nước và thế giới. Lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết khác với dự kiến trước đó, đề và đáp án kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 sẽ được công bố. Gần đây đã xuất hiện thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến không công bố đề thi và đáp án kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhằm bảo mật và tiết kiệm nguồn đề. Tuy nhiên, ý tưởng này đã gây ra một số tranh cãi lo ngại về tính minh bạch chính xác của đề thi và đáp án. Tuy nhiên, trong những trao đổi về đề thi trung học phổ thông quốc gia mới đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi môn thành phần cuối cùng trong nhóm môn thi tổ hợp của học sinh sẽ không bị thu lại, nghĩa là đề thi vẫn sẽ được công bố bình thường. Theo quy chế mới công bố, việc cộng điểm ưu tiên để xét tuyển công nhân tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia được tính theo 3 diện. Theo đó, diện 3 được cộng điểm cao nhất là 0,5 điểm, học sinh giỏi được cộng 2 điểm. Trong tháng 1 năm 2017, giá thịt heo khơi tại các tỉnh phía Nam vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi vì nguồn cung vẫn dư cầu. Hiện giá heo khơi bán tại trại dao động từ 26.000 đến 30.000 đồng một ký, tương đương giảm khoảng 5.000 đồng một con so với năm ngoái. Với mức giá này, người chăn nuôi bị lỗ hơn 1 triệu đồng một tạ. Nguyên nhân là do từ đầu tháng 12 năm 2016, thị trường Trung Quốc ngừng mua heo thịt tại Đồng này, khiến số heo thịt bị dư gần 3.000 con một ngày. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexander Tachev cho biết, ông hy vọng chính phủ nước này sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước phương Tây, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Alexander Tochev, việc tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ các nước phương Tây như một biện pháp thúc đẩy sản xuất trong nước. Theo ông Tochev, sản lượng rau trồng trong nhà kính năm 2016 của Nga đã tăng 8%, đạt gần 700.000 tấn, đủ đảm bảo cung cấp được tới 90% lượng rau tiêu thụ của cả nước. Nga chỉ cần tăng sản lượng lên thêm 200.000 tấn là có thể hoàn toàn không phải nhập khẩu rau. Không chỉ từ chủ về nguồn cung nội địa, một số nông sản xuất khẩu của Nga còn đứng đầu thế giới như củ cải đường, dù lệnh cấm nhập khẩu không thể kéo dài, nhưng những kết quả đáng khích lệ như vậy cần được tiếp tục để duy trì nông sản Nga có thể chuẩn bị sẵn sàng cạnh tranh với hàng nhập khẩu khi lệnh cấm được dỡ bỏ. Lệnh cấm nhập khẩu, một số hàng thực phẩm từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Canada và nhiều nước khác được Nga áp dụng từ năm 2014 và được gia hạn đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2017. Ngày 2 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Sam Mattis đã tới Hàn Quốc bắt đầu chuyến thăm hai ngày tới quốc gia Đông Bắc Á này. Đây là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Lầu Năm Góc, cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của một bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay khi đặt chân tới Hàn Quốc, ông Sam Mattis đã có cuộc hội đàm với quyền Tổng thống nước chủ nhà Hoàng Kiều An tại cuộc gặp hai bên tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thaad của mỹ trên lãnh thổ hàn quốc mỹ và hàn quốc cho biết việc triển khai thaad là nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ triều tiên chuyến thăm của bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ diễn ra vào bối cảnh xuất hiện lo ngại rằng triều tiên có thể đã chuẩn bị để sẵn sàng thử nghiệm một tên lửa đạn đầu mới quý vị vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh long an cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt